Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về vườn chôm chôm đang rất hot, nằm giữa lòng thành phố Tây Ninh, đang mùa trái chín, thu hút rất đông khách đến tham quan. Đó là vườn chôm chôm của chú Tám Trọn, nằm giáp đường Huỳnh Tấn Phát và nằm gần suối Vườn Điều thuộc khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Mình xuất phát từ đường Cách Mạng Tháng 8, rẽ vào đường Huỳnh Tấn Phát, hay còn gọi là đường Chợ Bắp, chạy vừa qua cầu suối Vườn Điều là tới vườn chôm chôm. Còn một đường nữa để vào vườn chôm chôm từ đường Điện Biên Phủ. Ở cuối video mình sẽ quay đường đó cho mọi người biết. Rồi bây giờ mình mời mọi người xem video nhé. Ồ, bự quá à. Cầu ổ to vậy nè. Ồ, này bắt đâu chú? Vừa ngàn nắng trên mai bắt, mà mai sợ có khách vô đông quá. Không được, có khách vô đông quá. Với dân như chuyên nghiệp như tôi là ngang về, tôi cần chỉ cần là nắm đuốc vô sơ lên tôi lấy cục mặt rồi. Ồ, quá trời bự. Ông mặt không rồi chú? Mặt. Ông mặt. Tôi dạng tôi bóc được. Sao cũng sang vô. Nó đi ông chuyện rồi chú. Nè đóng trên cây chôm chôm hả chú? Nè. Anh canh cứ nữa 20 ngày rồi, 25 ngày đấy ha, 25 ngày nữa đi. Thì giờ bữa nay là 20 cho tính 20 nữa bác. 20 tính sao ra. Mùng 10 với mùng 10. Nay 20 rồi. Nay 18 à, 18 tới mùng 10 tháng sau bác. 10 tháng sau là được 20 ngày hả? Từ 20 ngày đủ lên thì vô đầy cỡ đó đi. Mày... bắt lần nữa là lấy luôn tàn ly đồ hết luôn à. Cũng vậy. Còn nữa chú. Tàn phải còn. Dạ. Mạnh đóng trong tàn mà anh phải cắt lấy mạch trong cái tàn cái con nở ra phải không? Để giờ nó bơm mạch ra đó. Anh phải cắt lấy cái đó. Mày lấy hết tàn bỏ đi sao mày? Thì chờ lại một bãi coi nó cái nào mạch lấy còn cái tàn là chờ lại cho nó chứ. Nhiều không chú, mấy ổ chú? Con ổ mà bự. Ủa con ổ vậy là mới lấy con nữa hả? Lấy này lấy nữa, chừa lại nữa, chừa lại cho nó ở á. Chừa cho dạ, nó ở lại. Dạ. Tháng sau bắt. Ủa con ổ bự quá chừng. Cúp đèn. Thấy tiền không? Hả? Thấy rồi, thấy rồi. Đi cúp đèn. Giờ không làm. Thích đông vậy chú? Thấy nhà này đông. 9 10 giờ 10 giờ cái lần lên đây thôi, 10 giờ. Đấy thấy kệ xe vô mà. Mấy em đậu cặp bên đường cho xe ông ra qua lại, đúng rồi. Đậu gì đâu rồi? Hồi đi đường này thẳng ra luôn cũng có. Đường này ra luôn. Đường ra luôn, có đường ra luôn. Em chạy luôn cái Điện Phủ á. Con ơi, xin qua cống chôm bệnh nha. Ông kia. Đừng, bụi cát vô ông của ông. Đâu? Cát phá quá. Đi. Chưa gom rác hết chứ nữa. Rồi lấy chú. Ủa,
quanh cùng quê hả? Hái được bằng cụ. Ảnh đăng á, ảnh của em đăng á. Ừ. Cũng thấy trên Facebook nè. Mà tới nè. Ồ. Ừ. Dùng chụp cho mình đó rạch luôn. Nhìn đẹp không? Này mình tự hái chị? Dạ, mình tự hái. Ngon cơ, ngon. Ngon. Ở đây được mấy mẫu chú? Ở đây chú 2 mẫu chôm. Chôm chôm chú trồng lâu chưa? Trồng được 40 năm rồi. Dạ, 40 năm. Rồi ngoài chôm chôm này còn trồng gì nữa chú? Chù riêng, mô cục. Dạ. Với bưởi, có bưởi nữa. Dạ. Ở đây mình kêu là gì chú? Ở đây bây giờ là đi trên đường Quỳnh Đức Phát, nằm ở khu của Ninh Hòa, Ninh Thạnh. Dạ. Phường Ninh Thạnh. Dạ. Rồi con cảm ơn chú ha. Con muốn giáp tay à. À không dám hả chú. Ở dưới chú, ở dưới. Dạ. Không dám hả chú. Không giáp tay. Dạ. Vậy lại cây này là bao nhiêu năm chú? Cây này khoảng 40 năm ngoài rồi ạ. Dạ. 80 mấy thế giờ này. Đấy không? 20, 30 rồi, 80. 7 mấy à? 80, dạ. 80, trồng năm 80. Dạ. Vậy là 4, 80 vậy là 4 mấy năm rồi chứ? 4 mấy năm rồi. Dạ. Xuống luôn đi, đủ rồi.